Ngày 18 tháng 4, Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa lưu động xét xử Trần Trung Việt, 30 tuổi, trú tại huyện Bình Sơn về tội giết người. Trước đó, tối ngày 8 tháng 2 năm 2019, cho rằng Đặng Trung Chương, 24 tuổi, trú cùng địa phương chạy xe nẹt bô gây ồn ào. Việt đang ngồi ở nhà liền cầm dao tìm đâm Chương. Khi nhìn thấy Chương trên đường, Việt dùng dao đâm nhiều nhát khiến Chương bị thương nặng, tử vong trên đường chuyển đi cấp cứu. Công an huyện Bình Sơn đã bắt giữ Việt ngay sau đó. Đối tượng khai nhận trước đó có sử dụng ma túy. Tại phiên tòa, trước hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Trung Việt mức án tử hình.